thưởng thức ca khúc Bạc Liêu ta đó, sáng tác nhạc sĩ Quang Vinh, biên đạo múa Xuyên Trần, tiết mục dài giọng ca 135 và Dũng Đặng Cương Diệt biểu diễn. Tiết mục này đã mở đầu cho chương trình khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bạc Liêu lần thứ 6 và Đại hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 3 năm 2022. Chương trình này đang diễn ra tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh và đang được trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu. Kính thưa quý vị, trước khi bước vào nội dung của lễ khai mạc, trân trọng kính mời quý đại biểu chào đón các địa phương, đơn vị và các khối lực lượng sẽ tham gia diễu hành biểu dương lực lượng, thể hiện sự phát triển của thể thao tỉnh Bạc Liêu. Trước tiên là lực lượng rước cờ Tổ quốc. Thị xã đã tổ chức các giải thi đấu hội thao thu hút đông đảo lực lượng vận động viên và nhân dân tham gia với các môn thể mạnh gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, taekwondo. Trong dự đại hội lần này, các vị thi đấu 10 môn với 110 vận động viên, chỉ tiêu phân đấu đạt 25 huy chương, nằm trong top 3 toàn đoàn. Đáng tiếng hiệu lễ đài là đoàn vận động viên huyện Hòa Bình. Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền, phong trào thể dục thể thao của huyện có bước phát triển đáng kể. Số môn và số vận động viên tại các lần tổ chức các giải hội thao kỷ niệm các ngày lễ lớn tăng lên theo hàng năm. Huyện thường xuyên tham gia các giải thể thao cấp tỉnh, đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi. Thế mạnh của huyện là môn bơi, bóng đá, taekwondo và võ cổ truyền. Về tham dự đại hội lần này, đơn vị tham gia thi đấu 17 môn với 141 vận động viên với chỉ tiêu đạt 20 huy chương các loại và xếp vị trí thứ tư toàn đoàn. Chúng ta hãy cùng chào mừng đoàn vận động viên huyện Hồng Dân. Là địa bàn nông thôn vùng xa của tỉnh, nhờ tới truyền thống cách mạng, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù cơ sở vật chất dành cho thể thao của huyện còn nhiều khó khăn, nhưng huyện đã từng bước khắc phục nên hoạt động thể dục thể thao thời gian qua có chuyển biến mạnh mẽ. Hàng năm huyện đều tổ chức các giải thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thế mạnh của đơn vị là môn võ cổ truyền, đẩy gậy và điền kinh. Vì tham dự đại hội lần này, đơn vị tham gia thi đấu 12 môn với 83 vận động viên, chỉ tiêu phấn đấu 23 huy chương các loại. Xin chào đoàn vận động viên huyện Phước Long. Là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Được sự quan tâm của các cấp các ngành, những năm qua phong trào thể dục thể thao huyện không ngừng phát triển. Hàng năm huyện cử nhiều đoàn tham gia thi đấu các giải tỉnh và khu vực tổ chức, đạt được những thành tích đáng khích lệ. Các môn thế mạnh của huyện là bóng chuyền, bóng đá mini, bia, kéo co, taekwondo. Về tham dự đại hội lần này, đoàn thể thao huyện Phước Long có 216 vận động viên tham gia thi đấu ở 12 môn, chỉ tiêu phấn đấu đạt hạng nhì toàn đoàn. Thưa quý vị, đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên huyện Vĩnh Lợi. Vĩnh Lợi là huyện cửa ngõ của tỉnh Bạc Liêu, là đơn vị được chia thành vùng nhất nên cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao trong giai đoạn đầu tư còn gặp khó khăn, nhưng hoạt động thể dục thể thao vẫn được duy trì và thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thế mạnh của địa phương là bóng đá, bi sắt và taekwondo với nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các giải quốc gia và quốc tế. Tại đại hội thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu lần thứ 5 năm 2018, huyện Vĩnh Lợi đạt hạng 3 toàn đoàn. Dự dự đại hội lần này, đơn vị tham gia thi đấu 14 môn với 152 vận động viên, chỉ tiêu phấn đấu nằm trong top 3 đầu điểm đầu. Chào mừng đoàn vận động viên công an tỉnh Bạc Liêu. Đồng hành cùng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, công an tỉnh đã tham gia nhiều giải thi đấu do tỉnh và Bộ Công an tổ chức, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Hàng năm, công an tỉnh đều phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch duy trì và tổ chức các giải thi đấu hội thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và ngày thành lập ngành, tổ chức kiểm tra chiến sĩ khỏe. Đến với đại hội lần này, đoàn công an tỉnh Bạc Liêu với 60 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn, chỉ tiêu phấn đấu đạt 5 huy chương. Chúng ta hãy cùng chào đón đoàn vận động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Là đại diện lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quan tâm và tạo điều kiện cho phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, với phương châm khỏe để bảo vệ tổ quốc. Đơn vị tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao do địa phương, quân khu và toàn quân tổ chức đạt nhiều thứ hạng cao. Hàng năm đều tổ chức các giải thi đấu hội thao quốc phòng rèn luyện sức khỏe cho chiến sĩ. Tham dự đại hội lần này với 69 vận động viên tham gia thi đấu 11 môn. Đơn vị quyết tâm phát huy tinh thần thể thao đoàn kết trung thực cao thượng và giao lưu học hỏi các đơn vị bạn. Chúng ta cùng chào mừng đơn vị cuối cùng của gói lực lượng vũ trang đang tiến về lễ đài, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu. Là lực lượng vũ trang chuyên trách đồng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh là một trong những đơn vị có phong trào thể dục thể thao phát triển khá, thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao tại đơn vị, tham gia các giải cấp tỉnh, cấp quân khu tổ chức. Về tham dự đại hội lần này với 31 vận động viên tham gia thi đấu 7 môn, mục tiêu của đoàn là thi đấu với tinh thần học hỏi, đoàn kết và quyết tâm giành kết quả cao nhất trên từng nội dung thi đấu. Thưa quý vị, đang tiến về lễ đài là khối lực lượng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu. Nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu đã triển khai phong trào khỏe để lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát động mỗi đoàn viên hội viên thanh niên đăng ký cao sức khỏe cho đoàn viên. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tổ chức hội thao truyền thống trong công nhân viên chức, người lao động trong tỉnh, thu hút đông đảo lực lượng tham gia thi đấu, giảm bộ vũ, tham gia hội thao khu vực đồng bằng sông Cửu Long hàng năm đạt nhiều huy chương. Tham dự đại hội lần này, Liên đoàn Lao động với 40 vận động viên tham gia thi đấu ở môn bóng đá nam, kéo co, cầu lông và bóng bàn trên tinh thần giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Chúng ta hãy cùng chào đón đoàn vận động viên Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. Nhân dân Việt Quốc được vận động rèn luyện thân thể trong khi bắt đầu thời đại. Trong những năm qua, lãnh đạo các đơn vị trong khối đã lãnh đạo chỉ đạo công đoàn, chi đoàn thường xuyên tổ chức phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ công chức viên chức tại đơn vị, thường xuyên tham gia các hội thao cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc và đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi. Tham gia tại đại hội lần này, đoàn vận động viên Tòa án, Viện Kiểm sát và Sở Tư pháp tham gia thi đấu ở các môn bóng bàn, bóng đá, cầu lông trên tinh thần giao lưu, học tập kinh nghiệm. Xin chào đón đoàn vận động viên khối ngân hàng. Cùng với sự tăng trưởng về quy mô hoạt động ngân hàng, phong trào thể dục thể thao trong ngành cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, thường xuyên tham dự các hoạt động thể thao do tỉnh tổ chức hàng năm. Định kỳ 2 năm một lần, ngành ngân hàng tỉnh đã tổ chức hội thao truyền thống toàn ngành, đã cai tổ chức hội thao và tham gia hội thao vùng khu vực và đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi. Về tham dự đại hội thể dục thể thao lần này, đoàn vận động viên ngành ngân hàng với 41 vận động viên tham gia thi đấu ở 9 môn, phấn đấu đạt từ 5 đến 7 huy chương vàng, đứng trong top 5 của các đoàn tham gia đại hội. Tiếp theo là đơn vị Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu với nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nghiệp vụ thực tiễn sản xuất và các hoạt động nghề nghiệp cho tỉnh và các địa phương lân cận. Trong những năm qua, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo đoàn trường thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao ở các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Hàng năm đều tổ chức các giải thể thao cho đội ngũ viên chức, sinh viên của trường nhân ngày truyền thống học sinh sinh viên, thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao do tỉnh tổ chức. Chào mừng đoàn vận động viên Trường Đại học Bạc Liêu. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, từ khi thành lập đến nay, Trường Đại học Bạc Liêu đã phát triển về nhiều mặt. Công tác giáo dục thể chất cho sinh viên được nâng lên về số lượng lẫn chất lượng. Hiện nay, trường có 221 công chức viên chức và người lao động, có 20 tiến sĩ, 185 thạc sĩ. Hàng năm, Trường Đại học Bạc Liêu đều tổ chức hội thao toàn trường, tham dự và đạt thành tích cao ở các giải tỉnh, hội thao, học sinh sinh viên toàn quốc. Tham gia đại hội lần này, Trường Đại học Bạc Liêu với 55 vận động viên tham gia thi đấu 8 môn, chỉ tiêu phấn đấu đạt 9 huy chương các loại. Và bây giờ chúng ta hãy dâng một tràng pháo tay để chào đón khối vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu. Thể thao thành tích cao của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc về thành tích tại các giải khu vực toàn quốc và quốc tế. 4 năm qua, thể thao thành tích cao của Bạc Liêu đã đạt được 520 huy chương các loại, tăng 109 huy chương so với cùng kỳ. Có nhiều vận động viên đạt huy chương vàng tại các giải vô địch quốc gia quốc tế. Tại SEA Games 31 vừa qua, đoàn vận động viên thành tích cao tỉnh Bạc Liêu xuất sắc lần đầu tiên đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng, góp phần cho thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực. Hiện nay các vận động viên thành tích cao đang tiếp tục tập luyện để hướng tới đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, phấn đấu đạt 15 huy chương các loại. Cuối cùng, đội diễu hành là lực lượng không thể thiếu của bất cứ cuộc tranh tài thể thao nào, đó là lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tổ chức thi đấu. Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu tổ chức thi đấu 17 môn gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, cờ tướng, bida, kéo co, điền kinh, đẩy gậy, đi sắt, bơi, taekwondo, boxing, võ Việt Nam và võ cổ truyền với sự tham dự của 80 trọng tài để làm nhiệm vụ tổ chức điều hành thi đấu các môn nói trên. Với tinh thần của người cầm cân đẩy mực, chí công vô tư, chúng ta tin tưởng rằng tổ trọng tài sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần tích cực vào sự thành công của đại hội. Chúc đoàn trọng tài luôn xứng đáng với sự tin yêu của các vận động viên và người mến mộ thể thao Bạc Liêu. Quý đại biểu, 18 khối tiêu biểu tham dự đại hội thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu lần thứ 6 năm 2022 đã thực hiện xong phần nội dung diễu hành. Ngay sau đây, nghi thức quan trọng của chương trình khai mạc đại hội sẽ diễn ra. Kính thưa quý đại biểu và toàn thể vận động viên, phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng kiên cường của quân dân tỉnh Bạc Liêu, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ của tỉnh tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh. Trong chương trình lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu lần thứ 6 năm 2022, ban tổ chức thực hiện lễ dân hương và đặt vòng hoa kính viếng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Đồng thời, lễ rước đuốc truyền thống trong chương trình lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu lần thứ 6 năm 2022 cũng được thực hiện từ đây. Ngọn lửa truyền thống được thắp lên tại lễ khai mạc đại hội sẽ mang đến cho chúng ta, và đặc biệt là các vận động viên, niềm tin, ý chí, sức mạnh với các động tỏa sáng trong những ngày thi tài. Kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng chứng kiến hoạt động lễ dân hương và rước đuốc truyền thống tại đại hội thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu lần thứ 6 năm 2022. Những đứa công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Hôm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2022, đoàn đại biểu đại hội thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu do đồng chí Phan Văn Điên, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức đại hội thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu lần thứ 6 và đại hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 3 năm 2022 làm trưởng đoàn viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu. Hãy subscribe Nghiêm chào chào. Kính mời toàn thể quý đại biểu ngồi. Kính mời các đơn vị tham gia diễu hành trở về khu vực dự khán để tiếp tục theo dõi chương trình đồng diễn nghệ thuật thể thao chào mừng.